Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày mùng 1 tháng 8 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hưng Yên sơ kết công tác xây dựng Đảng đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ban cán sự Đảng và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh họp xem xét cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Qua một năm lên sóng, chương trình kết nối 92,7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng thính giả cả nước. Chấm dứt thu phí bằng tiền mặt khi ô tô qua trạm thu phí cao tốc từ ngày 1 tháng 8. Gia tăng người mắc cúm ma trái mùa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại hội nghị trực tuyến về thúc đẩy chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu khai mạc hội nghị nhằm kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, nâng cao hơn nữa đời sống cho người lao động. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và một số nhà đầu tư về nhà ở xã hội quan tâm đến thị trường nhà ở tại Hưng Yên. Trong những năm qua, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách phát triển nhà ở xã hội nói chung và nhà ở xã hội cho công nhân. Theo đó, Chính phủ đã triển khai hai gói hỗ trợ cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, gồm cho vay thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng vốn là 15.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cho vay hỗ trợ lãi suất 2% mỗi năm từ nay đến năm 2023. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có 3 dự án nhà ở xã hội được hoàn thành với trên 1.500 căn hộ như dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp PH Center tại thành phố Hưng Yên, dự án chung cư Phúc Hưng và Lạc Hồng Phúc trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tìm hiểu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân tại Việt Nam, khuyến khích mọi thành phần trong xã hội tham gia đầu tư vào lĩnh vực nhà ở cho người thu nhập thấp, đối tượng yếu thế trong xã hội. Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ ngành liên quan, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách Xã hội, ngành thuế, xây dựng thể chế cụ thể để thúc đẩy nhu cầu đầu tư lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội, khuyến khích các cơ chế kích cầu giao dịch nhà ở cho công nhân, xây dựng cơ chế miễn giảm thuế cho dự án nhà ở xã hội cho công nhân. Chiều nay, Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng tổ chức Đảng đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 13 đảng bộ trực thuộc, 545 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 76 tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân, chiếm gần 14% với trên 1.600 đảng viên. Đến hết tháng 6 năm 2022, đã thành lập mới 2 tổ chức cơ sở đảng, 4 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, kết nạp được 53 đảng viên, thành lập mới 7 tổ chức công đoàn, kết nạp mới gần 2.800 đoàn viên công đoàn. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham luận chỉ ra ưu điểm hạn chế cũng như nguyên nhân gây ra các hạn chế đó, đề xuất kiến nghị các giải pháp để đẩy mạnh việc tuyên truyền thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toàn đã chỉ ra các nguyên nhân và hướng giải quyết để tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân, đồng thời phân công nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đối với cái đơn vị mà chưa được kiện toàn ban chỉ đạo thì đề nghị các đồng chí kịp thời kiện toàn và thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ theo dõi với từng cá nhân hết sức được cụ thể, tăng cường sự lãnh đạo cấp ủy trong việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, nhất là tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, vì đây là nhân tố để chúng ta có người giới thiệu để chúng ta vào đảng trong các doanh nghiệp tư nhân. Rà soát các chi bộ đảng bộ, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên nói chung cộng với đây là và trong doanh nghiệp tư nhân nói riêng. Thế và thường xuyên tiến hành khảo sát toàn diện, nắm chắc số lượng đảng viên và đánh giá thực chất vai trò của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân và xây dựng ban hành nghị quyết chương trình kế hoạch năm làm cơ sở để chỉ đạo và kiểm tra thực hiện. Tôi cũng đề nghị là ban tổ chức là tham mưu để xây dựng cái quy chế phối hợp giữa cấp ủy và với doanh nghiệp tư nhân để phát huy vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Công tác kiểm tra giám sát thì đề nghị các đảng ủy là đối với các doanh nghiệp thì các đồng chí phải dựa theo tình hình thực tế. Tất nhiên chúng ta không buông lỏng công tác quản lý của đảng, công tác kiểm tra giám sát của đảng, nhưng mà cách thức chúng ta phải thực hiện cho nó phù hợp. Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ trì phiên họp giữa Ban cán sự Đảng và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh
để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Phiên họp đã xem xét cho ý kiến về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vai trò của chính quyền cấp huyện. Do đó, các sở ngành và địa phương cần làm rõ quy chế phối hợp, thống nhất để không có sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu. Việc quản lý cấp phép xây dựng và kinh doanh cần chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật để không phát sinh các trường hợp xây dựng và kinh doanh xăng dầu trái phép. Đối với kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị trực tiếp tham mưu, chủ trì, xây dựng kế hoạch, cần ra soát, xây dựng hợp lý các mục tiêu, giải pháp để các ngành và địa phương căn cứ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế số và xã hội số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. Cần giao trách nhiệm cụ thể cho cơ quan phụ trách việc thống kê số liệu kinh tế số. Số liệu này phải đưa vào chỉ tiêu và kết quả phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của tình hình trong tỉnh, trong nước và thế giới, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu với tỉnh ủy, chỉ đạo các cấp các ngành tổ chức tuyên truyền và định hướng dư luận, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế của địa phương. Phóng sự thực hiện nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2022. Huyện Ân Thi trong thời gian qua nổi bật là công tác giải phóng mặt bằng. Trong 6 tháng đầu năm nay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được trên 200 hectare ở các xã Quảng Lãng, Xuân Trúc, Đằng Lễ nhưng gần như không có tranh chấp, khiếu kiện gì. Kết quả trên phần nào minh chứng cho hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động truyền tải đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến từng người dân. Cùng với đó là công tác đấu tranh phản bác, định hướng dư luận để người dân nhận diện rõ và tránh xa những thông tin xấu độc, không chính thống, sự kích động của các thế lực bên ngoài, tư tưởng vững vàng chấp hành tốt theo đường lối của Đảng. Chúng tôi thông qua hệ thống trị từ huyện đến xã, thông qua hệ thống truyền thanh rộng để thường xuyên cung cấp định hướng thông tin phổ biến đến người dân để người dân tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong cái việc thu hồi đất và lấy gương điển hình để tốt để lan tỏa. Với vai trò nòng cốt, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 35 của tỉnh ủy, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy thường xuyên chủ động rà soát, theo dõi nắm bắt tình hình dư luận xã hội, xử lý thông tin, viết bài phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, tin xấu độc, tin thất thiệt ảnh hưởng đến tình hình chung của tỉnh nói riêng, cả nước nói chung, đồng thời định hướng để người dân nhận diện, phân biệt tránh xa, không tương tác các trang mạng, các thông tin xấu, thất thiệt. Đẩy mạnh hơn nữa việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo 35 tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động tham mưu trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường đa dạng hóa cái công tác tuyên truyền, qua đó để giúp cho cán bộ đảng viên và nhân dân nâng cao cái cảnh giác trước những cái âm mưu xấu độc của các thế lực thù địch. Trong 6 tháng đầu năm nay, Ban chỉ đạo 35 của các cấp đã đăng tải và chia sẻ trên 50.000 tin, bài, video clip đăng tải trên các nền tảng số như trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các trang mạng xã hội, trang website, fanpage của Ban chỉ đạo 35, báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên về các nội dung tập trung thực hiện công tác bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần quan trọng trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, làm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Tối ngày 31 tháng 7, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trọng thể tổ chức lễ trao giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 và giải thưởng Báo chí Tài nguyên và Môi trường lần thứ 6. Các tác phẩm báo chí dự thi đều mang tính thời sự cao, tính phát hiện, phản biện sâu, bám vấn đề, phản ánh toàn diện, khách quan, trung thực về những vấn đề trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tuyên truyền những mô hình, hình ảnh tích cực trong xã hội về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. Đối với giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021, Hội đồng và Ban cố vấn đã thống nhất trao giải cho 33 tổ chức, cá nhân và cộng đồng.
Chỉ hơn 2 tháng phát động, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022, Giải thưởng Báo chí Môi trường lần thứ 6 đã nhận được gần 400 tác phẩm của 361 tác giả, nhóm tác giả tham gia giải thưởng với 4 loại hình báo chí, gồm báo viết, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Dựa trên các tiêu chí, 36 tác phẩm đã được ban tổ chức trao giải, bao gồm 4 giải A, 12 giải B và 20 giải C. Tác phẩm Để dòng nước trong xanh lại về Bắc Hưng Hải của nhóm tác giả Hùng Sướng, Ngọc Oanh, Đăng Mạnh, Thu Thủy của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên vinh dự được nhận giải C ở loại hình phát thanh. Thưa quý vị và các bạn, vào đúng ngày này cách đây một năm về trước, ngày 1 tháng 8 năm 2021, chương trình phát thanh trực tiếp với tên gọi Kết nối 92,7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên chính thức phát sóng FM tần số 92,7 MHz. Đây là lần đầu tiên Đài Hưng Yên mở chương trình phát thanh trực tiếp hàng ngày có tương tác với thính giả. Qua một năm phát sóng, chương trình đã nhận được hàng nghìn cuộc gọi của thính giả mọi miền Tổ quốc để chia sẻ và lan tỏa những điều hay, cái đẹp vào chương trình, đồng thời đã giúp cho thính giả cả nước biết đến nhiều hơn về mảnh đất và con người Hưng Yên. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp Kết nối 92,7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Đây là câu dẫn quen thuộc với thính giả cả nước từ 8 giờ đến 10 giờ hàng ngày trên sóng radio của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Từ bỡ ngỡ của những buổi đầu tiên phát sóng, Kết nối 92,7 đã dần chiếm trọn tình cảm của nhiều thính giả đến từ mọi miền của đất nước. Qua những buổi nghe đài, chúng tôi lấy đài làm người bạn tâm giao, người bạn tâm tình. Sớm hôm đã giúp chúng tôi ở nhà nhưng được biết mọi nơi ở trong đất nước và trên thế giới. Điều đó làm chúng tôi rất vui mừng. Tôi cũng như nhiều khán giả trên cả ba miền đất nước Bắc Trung Nam có rất nhiều tình cảm gửi gắm đến nhà đài. Thật sự mà nói, chúng tôi rất hài lòng và mến đạo, nhất là chương trình Kết nối giao lưu cùng khán giả. Ngoài các thông tin thời sự trong nước và quốc tế được cập nhật liên tục để chuyển tới thính giả, điểm mới của chương trình Kết nối 92,7 là thính giả có thể gọi điện về số hotline của chương trình là 0363-089-089 vào các khung giờ từ 8 đến 10 giờ hàng ngày để kết nối trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện với người dẫn chương trình, cũng như được đáp ứng trực tiếp những bài hát mà thính giả yêu thích. Chính sự mới mẻ, hấp dẫn này đã làm cho chương trình Kết nối 92,7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên là chương trình được đông đảo thính giả cả nước đón nhận. Cái chương trình này rất là thiết thực, đưa cái tin tức trong và ngoài tỉnh thì luôn được cập nhật mới nhất, thông tin chính xác tuyệt đối, đáp ứng được cái nhu cầu của thính giả về các vấn đề mà họ quan tâm. Phát thanh viên thì diễn đạt rất là rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu, có nghĩa điệu, có cái sự tương tác giao lưu trực tiếp của thính giả đến từ mọi miền của Tổ quốc, chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống. Chương trình rất hay. Một trong những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8 năm 2022, đó là từ ngày 1 tháng 8 năm 2022, tất cả các trạm thu phí trên cao tốc sẽ áp dụng 100% thu phí không dừng. Những phương tiện không dán thẻ ETC thu phí tự động sẽ bị xử phạt theo quy định của luật. Như vậy, từ ngày 1 tháng 8, muốn lưu thông trên các tuyến cao tốc thu phí tự động trên toàn quốc, các phương tiện sẽ phải thực hiện việc gắn thẻ đầu cuối hay dán thẻ thu phí tự động ETC. Nếu vi phạm, quy định này sẽ bị phạt tiền và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Cụ thể, theo Nghị định số 123 năm 2021 của Chính phủ, nếu xe không dán thẻ ETC mà cố tình đi vào cao tốc, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Qua đó, các lái xe khi đi vào tuyến cao tốc cũng cần biết các quy định này. Tôi cũng nắm được thông tin mới, phải dán tem ETC thu phí tự động. Thì nếu mà qua ngày 1 tháng 8 thì áp dụng theo thông tư, thì nếu mà những ai mà không sử dụng cái dán mác đấy và đóng tiền cho trừ theo tài khoản thì phạt từ 2 đến 3 triệu. Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC thông báo sẽ gia hạn chương trình miễn phí dán thẻ ETC đến ngày 5 tháng 8. Theo chương trình, mục tiêu của Chính phủ là 90% phương tiện được dán thẻ thu phí không dừng trong năm 2022 và triển khai thu phí tự động hoàn toàn từ 1 tháng 8 trên tất cả các cao tốc. Sau đó, từ thời điểm 0 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2022, VETC sẽ bắt đầu thu phí 120.000 đồng một lượt dán thẻ lên mỗi phương tiện ô tô.
Hiện tại thì là bên VTC thông báo thì là vẫn hỗ trợ khách hàng dán thẻ miễn phí đến hết ngày 5 tháng 8. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 8 là bắt đầu thu phí 120.000 dán thẻ trên một xe, kể cả dán lại và dán mới là 120.000 hết. Như vậy, các phương tiện trước khi vào cao tốc đều được hỗ trợ 24/24 giờ. Song phải lưu ý rằng, sau ngày 1 tháng 8, các phương tiện chưa dán thẻ vẫn cố tình lưu thông qua cao tốc có thể bị xử lý theo quy định. Tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đã tổ chức thu phí toàn bộ theo hình thức ETC từ ngày 1 tháng 6. Hiện đã có hơn 3,2 trong tổng số 4,5 triệu xe trong cả nước, đạt hơn 71% dán thẻ sử dụng dịch vụ. Cùng với tăng cường thu thuế vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Hưng Yên đang thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế để thu hồi nợ thuế, nỗ lực kéo giảm nợ thuế. Tính đến nay, tổng nợ thuế trên 1.338 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu trên 1.200 tỷ đồng, tăng 17,36% so với thời điểm ngày 31 tháng 5 năm 2021. Toàn tỉnh có hơn 1.000 doanh nghiệp đang nợ đọng thuế. Doanh nghiệp có số nợ lớn nhất theo danh sách vừa công khai là Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Hưng Yên, nợ trên 271 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn Thuận Phát, nợ trên 78 tỷ đồng. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển An Phú, nợ trên 66 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng, nợ trên 33 tỷ đồng. Cục Thuế Hưng Yên đang quyết liệt thực hiện các biện pháp quản lý thu nợ, thực hiện nghiêm quy trình quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, kiên quyết thực hiện việc cưỡng chế đối với các khoản nợ thuế dây dưa, chây ì để thu kịp thời các khoản nợ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, hạn chế nợ mới phát sinh, đồng thời báo cáo Tổng Cục Thuế để tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế chính sách liên quan đến nợ, nhất là các khoản liên quan đến đất, mục tiêu giảm tỷ lệ nợ đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2022, nỗ lực xử lý dứt điểm nợ lưu cữu. Cúm A là một trong những căn bệnh phổ biến xuất hiện vào mùa đông xuân trong điều kiện thời tiết lạnh nồm ẩm. Thế nhưng hiện nay, dịch cúm A trái mùa đang khiến số người mắc cúm tại tỉnh Hưng Yên tăng cao. Đa số các bệnh nhân điều trị tại nhà và khỏi sau 3 đến 5 ngày. Song cũng có không ít những ca chuyển biến nặng phải nhập viện, nhất là trẻ em, người già, người có bệnh nền về đường hô hấp. Xuất hiện những triệu chứng nghẹt mũi, chóng mặt, sốt khi đang làm việc, chị Khuyến ở xã Song Mai, huyện Kim Động đã tự mua thuốc cảm cúm, hạ sốt để uống tại nhà. Tuy nhiên sau một ngày không hạ sốt, chị đã đến trạm y tế test và kết quả chẩn đoán mắc virus cúm A. Là triệu chứng ban đầu của tôi là nước mắt mũi nó chảy ra này, xong là đau đầu này, rát họng này, chóng cả mặt nữa, cả ho nữa cơ. Cứ nghĩ là Covid test mà lại không phải, tôi là bị cúm A. Thì bác sĩ cho truyền dịch để bù nước tiêm kháng sinh ấy. Tiêm từ hôm qua đến hôm nay cảm thấy đỡ rồi. Cúm A là một loại virus gây bệnh cúm, dễ lây lan qua đường hô hấp khi ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Hầu hết những người mắc cúm có triệu chứng nhẹ đều được hướng dẫn uống thuốc và điều trị tại nhà, thường khỏi sau từ 3 đến 5 ngày. Tuy nhiên với nhiều người có sức đề kháng kém, triệu chứng ho và sốt cao thường kéo dài hơn. Có cháu nhỏ, thường thường là tôi sẽ dự trữ là thuốc sốt trước. Khi mà trong quá trình cháu sốt, sẽ xử lý bằng cách là cho cháu dùng hạ sốt. Trường hợp nặng hơn, tôi sẽ cho các cháu xuống dưới trạm y tế, nhờ các bác sĩ ấy thuốc cho tầm khoảng 3 đến 4 ngày để các cháu sẽ dừng, nên là sẽ thường thường không phải đi viện. Các triệu chứng thường thì rất dễ nhầm với Covid. Nếu bệnh nhân nào bị Covid thì chúng tôi điều trị theo hướng Covid, còn bệnh nhân nào không bị Covid chúng tôi sẽ điều trị theo hướng cúm. Những bệnh nhân nhẹ thì chúng tôi sẽ điều trị tại trạm hoặc hướng dẫn điều trị tại nhà, còn những bệnh nhân nhi hoặc những người già có bệnh nền thì chúng tôi sẽ có hướng chuyển viện. Một tháng trở lại đây, tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, lượng bệnh nhi đến khám và nhập viện điều trị do mắc cúm A tăng khoảng 200% so với cùng kỳ các năm trước. Các phòng điều trị nội trú tại khoa nội nhi luôn trong tình trạng chật kín. Điều này cũng xảy ra tương tự tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, ở cả người lớn và trẻ em. Các bệnh nhân thường có biểu hiện sốt cao, ho, đau rát họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, nặng hơn có thể dẫn đến viêm phổi và suy hô hấp. Đối với trẻ em khi mà mắc cúm A ấy, thì thường cái loại virus này, cái độc tính của nó mạnh, nó hay gây sốt cao và biến chứng viêm phổi, viêm phế quản. Do đó khi mà các mẹ mà đã phát hiện ra con bị cúm A ấy, thì tốt nhất là đến cơ sở y tế để được điều trị, theo dõi sát những cái dấu hiệu nguy hiểm cũng như là các biến chứng xảy ra đối với các bé. Trong cái điều trị cúm thì sẽ có cái thuốc đặc hiệu đó là Tamiflu dùng cho các bệnh nhân cúm. Thứ nhất là trẻ nhỏ, thứ hai là có những cái bệnh nền, ví dụ như bệnh tim bẩm sinh hoặc là bệnh liên quan đến phổi. Bệnh cúm nói chung và cúm A là bệnh hay gặp, dễ điều trị, song không vì thế mà người dân chủ quan vì những biến chứng như viêm phổi, các bệnh về tim mạch, thần kinh, viêm cơ có thể xảy ra với người bệnh. Hơn nữa trong giai đoạn hiện nay,
dịch bệnh diễn biến khó lường nên rất có nguy cơ dịch chồng dịch như sốt xuất huyết, COVID-19, đậu mùa khỉ. Vì vậy, người dân cần giữ gìn vệ sinh, bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh và chủ động tiêm vaccine phòng cúm hàng năm.